Tình yêu là gì? Từ ngữ này mang nhiều ý nghĩa và cũng bị người ta lạm dụng đến mức tôi hầu như không muốn sử dụng nó. Mọi người đều nói về tình yêu, mọi sách báo, mọi truyền thống đều nói về tình yêu. Tôi yêu đất nước tôi yêu sách vở, tôi yêu ngọn núi đó, tôi yêu vợ mình, tôi yêu Thượng Đế. Tình yêu có thể là giải pháp cuối cùng cho mọi khó khăn của nhân loại. Thì chúng ta sẽ khám phá tình yêu như thế nào đây? Chỉ bằng cách định nghĩa về nó thôi ư? Nhà thờ định nghĩa nó theo cách này, xã hội định nghĩa nó theo cách khác, và mọi người hiểu nó theo nhiều hình thức méo mó khác nhau. Việc quý mến một ai đó, ngủ chung với họ, chia sẻ tình cảm, đó có phải là những gì chúng ta muốn nói qua từ tình yêu? Điều đó đã trở thành chuẩn mực của chúng ta, và nó hạn hẹp đến mức các tín ngưỡng cho rằng tình yêu là một cái gì đó sâu rộng hơn thế. Khắp thế giới, những người được gọi là thiêng liêng thánh thiện cho rằng việc nhìn ngắm một người phụ nữ là một cái gì đó hoàn toàn sai trái. Họ nói rằng bạn không thể tìm được Thượng Đế nếu như bạn nuông chiều theo tình dục, nên họ đè nén nó dù rằng trong họ tràn ngập ham muốn tình dục. Nhưng trong việc phủ nhận tình dục, đồng thời họ cũng móc mắt và cắt tai mình, vì họ đã phủ nhận toàn bộ vẻ đẹp của trái đất. Họ đã bỏ đói con tim và tâm hồn họ. Họ đã bị khử tính người trong họ. Họ đã tự cách ly mình với vẻ đẹp. Tình yêu có thể được chia thành hai loại là thiêng liêng và trần tục không, hay chỉ có một tình yêu duy nhất mà thôi. Tình yêu là một cái gì đó thuộc về cá nhân hay chẳng thuộc riêng ai cả. Tình yêu là thứ hợp phẩm hạnh hay không hợp phẩm hạnh. Tình yêu có phải là một tình cảm, một cảm xúc? Tình yêu có phải là sự hài lòng và khao khát? Tất cả những câu hỏi này cho thấy rằng chúng ta có quá nhiều ý tưởng về tình yêu. Những ý tưởng về việc nó nên là thế này và không nên là thế kia. Đây là một khuôn mẫu đã được nền văn hóa tạo ra, và chúng ta đang sống trong nền văn hóa đó. Để tìm hiểu được tình yêu là gì thì trước tiên chúng ta cần phải được tự do, thoát khỏi mọi rào cản của nhiều thế kỷ qua, dẹp bỏ mọi ý tưởng về việc tình yêu nên là thế này và không nên là thế nọ. Việc phân chia một cái gì đó thành nên là thế này và không nên là thế nọ là một lối sống dối trá nhất của nhân loại. Vậy thì để khám phá ra ngọn lửa tình yêu này là gì, trước tiên tôi sẽ quên đi tất cả những gì mà nhà trường, nhà thờ, chùa chiền, xã hội, cha mẹ, bạn bè, sách vở đã nói về nó, vì tôi muốn tự mình khám phá xem nó là gì. Đây là một vấn đề quan trọng liên quan đến toàn nhân loại. Người ta đã định nghĩa tình yêu theo hàng ngàn cách khác nhau, và tôi bị mắc kẹt trong đó. Để tự mình tìm hiểu được nó thì trước tiên tôi phải vứt bỏ tất cả những thiên kiến, những định kiến này về nó. Không phải thế sao? Tôi bối rối, tôi bị giằng xé bởi những ham muốn trong tôi, nên tôi tự nói với chính mình rằng trước tiên mình hãy xóa sạch mọi bối rối. Chỉ khi đó mình mới khám phá được đâu là tình yêu và đâu không phải là tình yêu. Một thể chế có thể nói rằng hãy tiến lên và giết chóc vì tình yêu đất nước của ngươi. Đó có phải là tình yêu không? Các tín ngưỡng nói hãy từ bỏ tình dục vì tình yêu Thượng Đế. Đó có phải là tình yêu không? Tình yêu có phải là một khao khát không? Đối với hầu hết chúng ta thì đó chính là tình yêu. Khao khát sự hài lòng. Sự hài lòng có được từ các giác quan qua sự lưu luyến và thỏa mãn tình dục. Tôi không phản đối tình dục, nhưng xin hãy tìm hiểu xem phía sau tình dục là gì. Trong khoảnh khắc quan hệ tình dục thì bạn quên đi chính mình, quên đi cái tôi của chính mình. Những gì tình dục có thể đem đến cho bạn chính là sự quên lãng chính mình trong khoảnh khắc. Rồi thì bạn lại quay trở về với những đớn đau của mình, nên bạn muốn có nó liên tục và liên tục. Bạn muốn liên tục sống mãi trong trạng thái không còn mọi lo lắng, ưu phiền, rắc rối, không còn chính mình. Bạn nói rằng bạn yêu vợ mình. Trong tình yêu đó là sự thỏa mãn tình dục, sự hài lòng khi có được một người trong ngôi nhà này để chăm sóc con cái, để nấu ăn. Bạn phụ thuộc vào cô ấy và cô ấy cũng phụ thuộc vào bạn. Khi hai người cảm thấy không còn phụ thuộc vào nhau nữa thì khi đó không còn tình yêu. Trong khi đó, nếu bạn vẫn còn phụ thuộc vào cô ấy để có được sự hài lòng thì bạn vẫn luôn là nô lệ của cô ấy. Khi người ta yêu thương thì nhất định người ta phải tự do, không những tự do thoát khỏi người khác mà còn tự do thoát khỏi chính mình. Trong sự phụ thuộc vào một ai đó luôn xuất hiện những ưu tư, lo sợ, ganh tị, tội lỗi. Khi nào lo sợ còn tồn tại thì khi đó nhất định không có tình yêu.
Một tâm hồn bị đè nặng bởi ưu phiền sẽ chẳng bao giờ biết được tình yêu là gì. Nếu bạn biết đến tình yêu thì bạn sẽ chẳng theo chân bất kỳ ai cả. Tình yêu không phải là sự tuân theo. Khi bạn thật sự yêu thương thì khi đó không có sự tôn trọng hay coi khinh. Bạn không biết tình yêu đúng nghĩa dành cho một ai đó sao? Yêu thương mà không kèm theo căm thù, ganh tị, tức giận, ham muốn, đè nén, so sánh. Bạn không biết nó có ý nghĩa gì sao? Ở nơi tình yêu xuất hiện có sự so sánh không? Khi bạn yêu thương một ai đó bằng cả tấm lòng, bằng cả con tim, bằng cả tâm hồn, khi đó có sự so sánh xuất hiện không? Khi bạn hoàn toàn quên mình vì tình yêu đó, thì đồng thời bạn cũng quên luôn đối tượng mà bạn yêu thương. Trong tình yêu thương có trách nhiệm hay nghĩa vụ không? Khi bạn làm một việc gì đó vì đó là trách nhiệm của bạn, thì khi đó tình yêu đúng nghĩa có xuất hiện không? Trong trách nhiệm không có tình yêu. Kết cấu của trách nhiệm, thứ mà nhân loại đang bị mắc kẹt trong đó, đang hủy diệt con người. Khi nào mà bạn còn bị ép buộc làm điều gì đó vì đó là trách nhiệm của bạn, thì khi đó bạn không thể yêu thích những gì bạn đang thực hiện. Khi tình yêu xuất hiện thì không có sự tồn tại của trách nhiệm và bổn phận. Thật đáng buồn là hầu hết các bậc cha mẹ đều nghĩ rằng họ có trách nhiệm với con cái của họ, và ý thức về trách nhiệm nói cho họ biết rằng họ nên làm gì và không nên làm gì, họ nên trở thành thế nào và không nên trở thành thế nào. Các bậc phụ huynh muốn con em của mình có địa vị an toàn trong xã hội. Những gì họ gọi là trách nhiệm gắn liền với sự kính trọng mà họ thờ phụng. Họ chỉ quan tâm đến việc trở thành một tay trưởng giả. Khi họ dạy con cái của họ nghi với xã hội, thì đồng thời họ cũng duy trì chiến tranh, xung đột, sự tàn bạo. Bạn gọi đó là sự quan tâm và tình yêu sao? Nếu bạn thực sự yêu thương con cái của mình, thì bạn sẽ chẳng có cuộc chiến tranh nào cả. Khi bạn mất đi một ai đó mà bạn yêu thương, bạn dễ dàng khóc khi người đó qua đời. Bạn khóc vì lòng đau khổ, nhưng sự đau khổ này không phải vì người đó, mà vì chính bạn. Khi bạn khóc vì chính mình, đó có phải là tình yêu không? Bạn khóc vì bạn cô đơn, vì bạn bị bỏ lại một mình, bạn không còn sức mạnh nữa. Bạn than phiền về số phận, về hoàn cảnh, bạn luôn khóc vì chính mình, đó có phải là tình yêu không? Khi tìm hiểu, bạn nhận thấy rằng sự lo sợ không phải là tình yêu, sự phụ thuộc không phải là tình yêu, sự ghen tị không phải là tình yêu, sự chiếm hữu và thống trị không phải là tình yêu, trách nhiệm và nghĩa vụ không phải là tình yêu, sự tự thương mình không phải là tình yêu. Tình yêu không phải là yếu tố đối nghịch với lòng căm thù, cũng như đức khiêm tốn không phải là yếu tố đối nghịch với tính khoe khoang. Nếu bạn có thể vứt bỏ tất cả những thứ này, không gò ép chúng mà tẩy trừ chúng, giống như cơn mưa lớn quét sạch bụi bặm trên chiếc lá xanh, thì có thể bạn sẽ tìm đến được bông hoa kỳ diệu này, bông hoa mà nhân loại không ngừng tìm kiếm. Nếu trong bạn không tràn ngập tình yêu, thì thế giới này nhất định sẽ gặp thảm họa. Bạn biết rằng tình yêu là con đường duy nhất đưa nhân loại đến sự thăng hoa. Nhưng ai sẽ dạy bạn cách yêu thương? Một tổ chức nào đó, một học thuyết nào đó, một hệ thống nào đó sẽ dạy bạn cách yêu thương sao? Nếu có ai nói cho bạn biết cách yêu thương, thì đó không phải là tình yêu. Bạn có thể nói rằng tôi sẽ rèn luyện tình yêu, tôi sẽ ngồi đó nhiều ngày để suy nghĩ về nó, tôi sẽ cố gắng tử tế, được không? Khi bạn rèn luyện tình yêu sẽ thoát ra khỏi cửa sổ nhà bạn. Tình yêu không thuộc giới hạn của thời gian, không thuộc bất kỳ cá nhân nào, giống như một bông hoa có hương thơm mà bạn có thể ngửi thấy, dù ở bất kỳ đâu, bông hoa đó dành cho mọi người. Tình yêu là một cái gì đó luôn mới mẻ, tươi tắn, sống động. Nó không có ngày hôm qua hay ngày mai. Nó vượt qua mọi nhiễu loạn của suy nghĩ. Chỉ có một tâm hồn trinh nguyên không biết đến tình yêu là gì mới có thể sống trong một thế giới đầy nhiễu loạn. Để tìm được điều kỳ diệu này, thứ mà nhân loại không ngừng tìm kiếm qua sự hy sinh, qua sự thờ phụng, qua mối quan hệ, qua tình dục, qua mọi hình thức hài lòng và đau khổ, thì suy nghĩ phải tự thấu hiểu chính nó và tự nhiên biến mất. Bạn có thể đặt câu hỏi rằng, nếu tôi tìm được một tình yêu như thế, thì điều gì sẽ xảy ra cho vợ tôi, cho con tôi, cho gia đình tôi? Họ tuyệt đối cần có sự an toàn. Khi bạn đặt ra một câu hỏi như thế, thì điều đó có nghĩa là bạn vẫn chưa vượt ra khỏi phạm vi của suy nghĩ, phạm vi của ý thức. Khi bạn đã vượt ra khỏi phạm vi này, thì bạn sẽ chẳng bao giờ đặt ra một câu hỏi như thế. Vì khi đó,
bạn đã biết được tình yêu thực sự là gì. Nó không thuộc phạm vi của suy nghĩ, thế nên nó cũng chẳng thuộc phạm trù của thời gian. Thế nhưng bạn không biết làm sao để đến được nguồn cội của tình yêu, rồi thì bạn sẽ làm gì? Nếu bạn không biết phải làm gì, bạn sẽ chẳng làm gì cả, đúng không? Chẳng làm gì cả, tuyệt đối chẳng làm gì cả. Rồi thì tâm hồn bạn sẽ trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Bạn có biết điều đó có ý nghĩa gì không? Có nghĩa là bạn không còn tìm kiếm nữa, bạn không còn ham muốn nữa, bạn không còn theo đuổi nữa. Khi đó không còn tồn tại cái tôi trong bạn nữa. Rồi thì tình yêu xuất hiện.